xin giới thiệu với các bạn là đây là cái quang cảnh mà thường thấy tại miền quê của miền Nam Việt Nam. Chúng ta có thể thấy là có chó, mèo, gà, ngỗng, người ta cứ chạy lung tung cả lên. Tôi quay cái clip này cũng là một cái dịp mà về quê Long An của một anh bạn để mà ăn dỗ của ông giáo. Tôi tình cờ thấy hai cái con ngỗng này, thấy nó rất là to, và hai con ngỗng này nó khiến tôi nhớ tới cái hình ảnh mà mấy con ngỗng quay mà hay chân cầu bông chỗ mà giáp ranh giữa quận Nhất với lại quận Bình Thạnh ấy. Khi nào mà cứ xuống dưới cầu bông một cái là nhìn thấy heo quay và ngỗng quay là treo đầy ở trên dưới chân cầu ạ. Một phút làm thay đổi cái không khí yên bình dưới quê, tôi rượt mà hai con ngỗng này chạy có cờ luôn. Và đây là cái chú cún con mà cậu ta khá là thân thiện và dễ mến, có thể chơi đùa với nó mà không có sợ bị cắn. Cuộc sống ở dưới quê thì cũng rất là êm đềm, thì nó có sông nước, rồi có một cái hay nhất là có cái cây dừa. Thế mà người ta có khách đến nhà thì có thể ra chặt mấy cái dừa rồi mời khách uống. Hôm đó tôi cũng chặt dừa nữa. Nó quanh hồi thì thấy có con mèo nó đang có một hành động gì đó rất là lạ, nó đang kiếm một cái chỗ nào đó, tôi chưa biết là nó kiếm chỗ làm gì, sau hồi mới biết là nó kiếm chỗ để nó đi ị. Cái ông này kỳ quá, tại sao tôi đang ngủ mà lại gọi tôi vậy? Hả? Không ngủ chỗ này nữa đâu, đi kiếm chỗ khác thôi. Ê da. Thôi bye bye nha, hẹn gặp lại các bạn. Chào tạm biệt.